con bướm xinh, con bướm đây nè, đùa với giới lúa hoa đang giật mình. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đây nè, đùa vui với góc nhà tình cha cha cha. Hữu hồn quý một con bướm bà, lâu lâu kỷ niệm được ba về sướng dễ sợ. Em là Việt Kiều đó nha, Việt Kiều Iraq, bán dầu hôi nhiều vàng vợ lên cổ. Em về đây em kiếm người thân, quý vị nào thấy người thân của em chỉ giùm em, em tặng cho mỗi người lít dầu, lít dầu, lít dầu, lít dầu. Anh này giỡn kỳ quá, mới nói cho lít dầu cái ông đòi cho hột quẹt à. Sợ chết à, giỡn vậy. Đừng cho hột quẹt em nó nổ nghe. Nói nghe, nhớ chỉ em người thân, mỗi người lít dầu, lít dầu, lít dầu, nhớ nghe. Cứ có là chỉ em liền, biết người thân là ai, em, ai không. Cái gì vậy? Cháy rồi hả? Đang xả mà. Trai đẹp, bận áo tình nhân hai đứa màu cam. Hỏi thăm chút được không? Việt Kiều phải không? Trời ơi, hỏi chính xác dễ sợ vậy đó. Nhìn thấy ăn mặc là biết Việt Kiều rồi. Ừ. Trời, hai đứa giờ hợp màu nhau quá. Giúp đỡ giùm em nha. Ừ, mới gặp tự nhiên là giúp đỡ. Mua giờ mấy cái kiến này em đã có tiền về quê. Quê đâu? Dạ Châu Đốc. Trời ơi, cùng quê luôn. Dạ hả? Mô đem bây giờ là phi công trẻ lái máy bay bà già. Chịu khó lái chị đi. Về tới đâu chị cũng về trơn Châu Đốc phải không? Dạ. Cùng quê. Giúp em. Nè Việt Kiều là phải xài kiến hiệu nha. Đây kiến hiệu nè. Kiến hiệu gì? Gia băng của Pháp. Tự nhiên bực bội à. Không biết tiếng Anh của mày đặt nói. Dạ. Gia băng nào mà của Pháp? Vậy cho của ai à? Gia băng là của Áp Bạc Kích Tăng. Nó vô nè. Dạ. Khi nào mà USA á mới là của Pháp. Trời ơi, Việt Kiều nói tiếng Mỹ hay quá vậy ta. Giúp đỡ em đi. Bao nhiêu nè? Dạ 200 đô thôi. Trời, giỡn hoài à. Cho tao lùng chứ tao có không. Nghĩ sao kiếm 200, 20 có biết mua chưa? Dạ nhiêu à? 20. Rồi bán luôn. Bao nhiêu bán hả? Này lừa gạt nè. Đúng không? Không có. Giúp đỡ thằng em mồ côi mẹ đi. Mặt ông như ông nội tôi vậy. Mồ côi mẹ, mẹ nào mồ côi? Dạ, mấy đứa bé mồ côi mẹ bé, còn em già mồ côi mẹ già. À, đừng nhát tôi ông ơi. Cái này là lừa gạt tôi đúng không? Không. Được rồi, để tôi gọi điện ha. Tôi gọi điện cảnh sát tôi hỏi coi. Đi đâu hả? Cái mới cái nói với cảnh sát cái bỏ đi liền. Không hạp. Lại đây hạp cho hỏi thăm cái coi nè. Nãy tôi cùng quê đúng không? Dạ. Cho hỏi thăm cái được không? Hỏi thăm không? Lát có tiền tiếp không? Chị kỳ á? Đâu có gì đâu kỳ, tại chị đi khỏi Việt Nam lâu quá chị không biết. Ở Việt Nam này cái gì cũng tiền không à. Thí dụ bán cái nhà thì mình được cây. À. Giới thiệu bán chiếc xe cái mình có anh chị. Vô bi ôm gác tay chút xíu cái con ngàn. Cái nhà ăn cây, dạ. Cái xe ăn chỉ. Dạ. Hỏi câu lát cho ngàn luôn. Dạ một ngàn. Dạ. Ngàn đô. Ngàn Việt Nam. Hỏi gì vậy? Đâu ra mà có ngàn đô. Cho hỏi thăm nha. Dễ thương nè. Hỏi nha. Có người thân. Dạ. Về quê kiếm. Kiếm hoài không được mà nghe hàng xóm nói nó ăn chơi dữ lắm. Biết dạ. Nó không? Dạ biết. Ở đâu? Ở Chí Hòa. Gì kỳ á? Cháu bà ăn chơi vậy nằm Chí Hòa chứ nằm đâu. Hỏi thăm mày phải nói tên đó họ à, cốc ổi xoài hay là đứa hình đứa ảnh gì. Người ta biết ta chỉ chứ tự nhiên sao biết được. Quên, thấy trai đẹp mới quên sương à. Xin lỗi, có hình cầm sẵn trên tay nè. Đâu? Nè. Trời ơi trời, nãy giờ sao không chịu đưa? Biết hả? Dạ thì biết mà. Trời ơi, đâu chưa biết nè. Mít tờ đàm chứ ai. Nhìn cái tóc là biết mít tờ đàm rồi. Chà, lúc này bà đặt hút thuốc rồi nữa kìa. Thuốc đâu? Đó, chơi lần hai điếu á. Này đâu phải thuốc. Cái gì? Răng. Úi trời ơi, răng này dài thế. Mô đen vào răng thỏ. Phải không? Phải. Chứ rồi bà không chạy ra vào cháu tôi, nó nổi tiếng vậy ta. Mít tờ đàm có nghĩa là đàm dính hơn. Ủa đâu phải? Hả? Cháu tôi đâu phải tên Đàm Vĩnh Hơn, ở nhà nó tên khác. Dạ tên gì? Đàm Bù Tọt. Bà đó cháu bà tên gì? Đàm Bù Tọt. Còn bà? Tên xấu không nói đâu. Tên gì? Đàm Thị Ẩn Ư. Trời ơi cô ốm. Cháu là Bù Tọt đây nè.
tọt hay sao? Dạ, ba của con là Đàm Văn Cấp, má con là Trần Thị Ếch, con là Bù Tọt đây. À, gia đình cóc nhái ở nương đây mà. Dạ. Con tàn quá nhìn không ra. Trời ơi. Cô thương con. Cái gì vậy? Dập trái cây. Trái cây đâu? Nguyên mâm nè. Dập có tiền đền không? Con còn nhỏ, con nói gì con không hiểu. Trời ơi, ông mà nhỏ, ông là thấy trái cây ông lột ra, ông chấm muối, ông vọng ra, ở đó mà nhỏ. Trời ơi, mặt cái ác vàng vậy. Trời ơi, cô về hồi nào? Hả? À, cô về á. Sao không cho con hay ra, con đem xe ra đón cô. Hả? À, con có xe hả con? Taxi. Taxi nói làm chi? Dạ, trời ơi, con liên lạc với cô hoài à, mà con không thấy cô trả lời. Mà ở trong cái điện thoại nó nói gì đâu không, có bà nào bà nói cái gì á. À, nói gì con? Bà nói là thuê bao quý khách vừa gọi, cả đời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng, hẹn kiếp sau. Tán chồng cái vợ, xạo. Nghĩ sao tiếng Iraq mà có hẹn kiếp sau. Kiếp này tôi kiếm ông từ hôm bữa tới giờ đây nè. Cô tìm con. Ờ. Cô có đi tìm con không? Trời ơi, cô tìm con cùng đường, cuối hẻm với con ơi. Ở đâu cô cũng tìm hết đó. Cô tìm con mà tìm con ở đâu? Qua lối nhỏ vào nhà. Dạ thưa cô, tiền của cô gửi về cho con không dám ăn xài gì hết trơn á. Con dành dụm vốn liếng, con làm ăn mà bị tụi nó giật hết trơn á. Trời ơi, con chút nào. Mày làm cho tao ngu vậy, tao về tao hỏi hết rồi. Mày làm ăn hồi nào, mày ăn chơi, mày đập đá, mày hút sách, mày xì ke. Mấy cái chuyện đó cô đừng có la ở đây. Hình sự rồi cái bệnh này nó hốt con sao? Trời đất ơi! Mày nghĩ sao? Tao cô mày, tao không chửi mày, mày tao xì đó hả? Mày xì ke tao, mày xì ke chứ sao? Mày ăn chơi tao cút cung thật vậy. Tao làm tao gửi tiền cho mày. Bây giờ tao mày nói chứ? Tao cực khổ quá mà. Bây giờ có muốn quậy phải không? Có quậy bằng tuổi không? À, xì ke rồi quậy chi, thở như chó già. Lấy cái lưỡi vô ông nội mày xì ke. Xì ke cũng có danh dự của xì ke vậy. Trời ơi, ông ơi, ông tàn tạ vậy còn danh dự cái gì nữa ông? Nếu cô cảm thấy rằng có thằng cháu mất danh dự, cô đi luôn đi, đừng có về Việt Nam nữa. Đuổi tôi hả? Tôi về tôi kiếm từ bữa tới giờ, giờ đuổi tôi phải không? Không phải đuổi. Trời ơi. Lấy cái mỏ vô. Trời ơi, mỏ y như cá chùi kiến vậy à. Nhìn thấy mà gớm. Được rồi, đuổi tôi phải không? Đuổi tôi thì tôi đi. Người phụ ta rồi có phải không? Cớ sao lấy bò cháu đi rặt? Trời đất ơi, nó rặt cái muốn chết luôn vậy đó hả? À. Sao hát Iraq mà tự nhiên qua Iraq? Dạ hát không nổi ha. Hay quá ha. Dạ. Nói tôi sao? Hả? Bây giờ còn về đây còn đuổi tôi đó phải không? Tôi qua bển tôi cực khổ, tôi bán từng lít dầu chứ không phải tôi bán sỉ đâu, tôi bán lẻ. Tôi thổi dầu mà cái giọng tôi giờ nó khè té ớn vậy đó. Bây giờ tôi phà lửa ra cái là như muốn lửa luôn nè. Vậy bà đuổi tôi phải không? Biết rồi.
Tại cô thấy con nghèo quá, cô khi dễ chứ gì. Cái gì? Ở đời này nghèo giàu là cái chuyện bình thường. Người ta giàu, người ta đi xe hơi, người ta uống bia ôm. Con thằng này nghèo, đi xe ôm uống bia hơi. Chà, rành quá ta. Nói thiệt thì cô đừng buồn nha. Cô có việc về Iraq mà bán dầu mà sống đây. Con cháu ra, bỏ nó đi. Mày chết rồi à? Tôi đó, quay hết. Mày chết hay cãi cha mày. Mày á, mày đuổi tao phải không? Tao điên cho mày coi. Mày đừng có hát hò vậy nữa nghe chưa. Mày đừng có dụ dỗ tao nghe chưa. Nam mô A Di Đà Phật. Hả? Hát nữa hả? Nam mô A Di Đà Phật. Chuông đổ chùa xa. Trời ơi, nó chuẩn bị hết trơn trời ơi ông ơi. Chiều tăng trường về thì điệp cũng lạc chúng bước. Hai đứa bay định đi đâu? Cuối nèo đường đi. Tao quánh một cái bây giờ á, nghĩ sao mà chuyển qua hát lan và điệp với tao. Mày dụ tao hả? Mày biết tao thích hát nhạc rồi mày dụ tao phải không? Nín. Khổ quá. Xạo xạo không à? Con muốn lên chùa tu quá. Trời ơi, đi vô chổng cho hư chùa người ta hay gì vậy? Chùa ta yên năng lạnh vô chổng làm gì ông? Con muốn làm lại cuộc đời mà không ai cho con cơ hội đó. Không ai dám cho hết trơn á. Chỉ có cô thôi. Bây giờ cô trả nợ giùm con hết đi rồi dẫn con đi cai nghiện để con làm lại cuộc đời đi cô. Thôi đừng có xạo quá, hứa với tôi ngàn lần là bao giờ làm đâu. Tôi thề với con cô kỳ này luôn đó. Cái gì? Thôi thề hoài à. Thề mình tôi không có giá trị đâu, ở đây có khoảng 4.000 người nè, thề dưới đây đi. Gì? Con tự nhiên thề người ta? Chứ sao nữa, người rủa đâu chết, 4.000 người rủa mới chết. Mà mất mớ gì thề người ta? Chủ nợ không đó ông. Hả? Hát xong là ra làm sao, bu nó quánh liền đó. Chủ nợ gì đông chứ vậy? Đó, 4.000 chủ nợ chứ nhiêu. Cô nói sao chứ có con nít không lẽ con thiếu nợ luôn con hả? Con bà chủ nợ, bà cười to nhất, bà mừng lắm á, bắt được ông rồi đó. Dạ. Dạ hứa chưa? Dạ, con hứa với cô đây. Hứa đàng hoàng coi. Dạ con hứa với cô đây. Hứa vậy. Tôi hứa từ đây bác bày chỉ kẻ thứ bò. Cố gắng làm năng để được bà con mến yêu. Còn thương cầu này cũng tha thứ. Cuộc sống làm người có hay nhớ. Phải sống cho nhau vì nhau tất cả tương lai ngày mai. Phải sống cho nhau vì nhau tất cả tương lai ngày mai. Phải sống cho nhau vì nhau tất cả tương lai ngày mai. Phải sống cho nhau vì nhau tất cả tương lai ngày mai. Yeah. Thôi má, hết vậy? Nhạc người múa hoài. Ủa hết hả? À? Ừ. Thấy sung quá. Việt Hương, Bảo Chung kính chúc tất cả quý vị được an khang thịnh vượng. Bạn sự nhí, xin chào tạm biệt. Làm miếng bò tù xẻo hồi nãy giờ không ăn uống gì mà bạc buồn hiu vậy? Thôi anh ăn đi. Nè, ăn tỏi tốt rồi. Ừ, đó rồi, ăn đi. Nãy xong để em rước rồi anh đi bằng gì hả? Rồi rồi. Tài xế đưa rồi. Rồi rồi anh. Mới mua chiếc Rolls Royce 50 tỷ. 50 tỷ? Đi đâu hả? Cho em đi coi cái Rolls Royce đó coi. Trời ơi, nó đâu có đậu trước đâu, nắng quá, nó kiếm sai tài xế kiếm cái chỗ nào mát mát đậu rồi. Ở đâu chạy, em chạy thêm coi. Thôi mà rồi đi. Chứ anh em mình thiếu gì dịp coi. Đi đã không anh? Trời, im lắm. Ngồi như máy bay vậy. Trời ơi. Nhà anh biết rồi. Cái chục chiếc xe mà anh vừa ý chiếc này à. Mới mua chiếc này vừa ý. Ăn đi, ăn đi. Ăn không nổi anh đi. Sao ăn không nổi vậy? Buồn gì là cái tâm sự nghe coi. Nghe nói sắp làm phim gì đó phải không? Thì cũng không giấu gì anh. Cũng chuẩn bị làm phim Trùm Nổ 2 mà. Thì đó mà thôi đi. Thôi nhậu đi anh ơi. Thì sao? Làm gì bỏ nhiêu tiền? Thì ban đầu dự toán khoảng 500 triệu. Bây giờ cuối cùng nó phát sinh. Sinh 5 tỷ. Trời ơi. Giờ không biết kiếm đâu ra 500 triệu mà làm cái gì? Có đứa em quay tấu hài chứ làm phim gì? Trời ơi, 500 triệu mà nói gì như lá vậy anh? Tôi nói thiệt với em á, 5 tỷ quay em không thấm tháp gì trong phim đâu. Chứ nhiêu anh? Nó sẽ lòi ra, người ta quay nghe nói là mấy chục tỷ. Nó sẽ lòi ra dữ lắm, có bác sinh dữ lắm. 5 tỷ em... Bây giờ em có nhiêu? Thì đó em chỉ có 500 triệu thôi. Rồi, vui đi. Vui ăn sao đi. Vui anh? Vui đi, nghe anh nói câu này là vui đi. Anh cho sẽ cho em 4 tỷ rưỡi tài trợ em. Thôi em xỉn rồi đi về, xỉn rồi đi về. Xỉn gì? Em xỉn rồi. Bộ em tưởng anh xỉn hả?
Bây giờ lời nói thật lòng anh à, miễn anh em mình á là bạn bè thôi, nhưng mà anh rất thương em, giống như em ruột anh vậy. Dù gian khó cỡ nào đi nữa, nhưng tình anh em mình không bao giờ xa cách. 4 tỷ rưỡi đó anh cho em, chứ không có cho mượn, cho em luôn. Anh xỉn nữa rồi đó, nãy Vũ nhiều kêu đừng uống nữa. Nói cho bữa anh nói không, anh coi thường anh vậy. Đối với anh 5 tỷ hay 10 tỷ thì giống như một giọt nước dưới dòng sông thôi. Rồi anh đừng có giỡn anh. 5 tỷ, 10 tỷ mà coi như giọt nước, nó đâu phải lá ngò hay là lá quế anh. Đối với anh giống như lá ngò lá quế thôi. Trời ơi, anh đi xe 50 tỷ mà mấy tỷ tặng em cái gì đâu. Mấy ngón vậy? Gì? Mấy ngón? 2 ngón. Mấy ngón? 3. Mấy ngón? 4. Mấy ngón? 5. Bàn tay chứ phải 5 ngón. Mày tưởng tao khùng hả? Anh còn tỉnh luôn hả? Hứa là hứa giúp cho mà có gì đâu. Anh hứa cho em 4 tỷ rưỡi. Cho em mượn đi. Thôi, cho em mượn 4 tỷ rưỡi để em làm từ từ em trả cho anh. Cái tiền bạc á nó dễ biết lòng anh em. Cho là cho, mượn là mượn. Giờ nè, tôi nói nè, 4 tỷ rưỡi này là cho nè, là em có 500 này, 5 tỷ nè. Làm mà phát sinh thêm là mượn. Mượn thêm. Phát sinh thêm nữa mượn được nữa. Mượn. Chắc chắn có phát sinh mà rồi. Phải trả ra. Cái nào mượn là phải trả. Mượn trả. Có là cho 4 tỷ rưỡi, 4 tỷ anh cho. Anh cho 4 tỷ rưỡi thiệt. Vài ngày anh quẩn công việc á, anh rút tiền ra anh đưa em 4 tỷ rưỡi. A văn cho nghệ sĩ rồi anh em ta đi, đừng có để mang tiếng, miễn làm sao và em vui là được rồi. Trời ơi, anh làm em xúc động quá, bây giờ em không biết nói lời nào cảm ơn anh luôn. Bây giờ em sẽ không cần. Em sẽ rót một ly đầy. Em kính mời anh. Vui chưa? Vui rồi. Cầm ly anh. Vui. Vui. 1 2 3. Vô. Xung dây đời sống do dôi cha nhiều phong ba đổi thay. Chơi đánh xấu chẳng đổi lòng,
ghi trong lòng ơn nghĩa này. Huynh đệ ơi, con gì kêu thấy ghê quá ta. Có mình đây mà. Anh nè. Anh Trung. Ừ. Vô nhà anh. Vô được, vô. Được không? Vô nhà, nhà em mà. Ngại quá. Có gì đâu ngại anh em mà đi vô. Em đợi anh bữa giờ. Dạ. Dạ, chuẩn bị quay rồi. Ừ. Dạ yeah, trời ơi, giờ xe Ronaldo anh đâu? Rồi trước á. Đậu trước nắng sao để em ra giờ, giờ vô. Được khỏi khỏi sợ. Không sao, nắng không sao. Anh mang tiền tới cho em hả? Rồi đi cải trang gì hả? Sợ người ta sợ 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 không? Sợ mình cướp giật không? Có. Tại sao? Rồi nói chơi này. Rồi anh đã đi xe có 1,5 triệu à anh mua. Giỡn hoài. Giỡn hoài à. 1,5 triệu 5 tỷ mà. Không có. Hồi đó hồi nãy là giỡn. Thôi đừng giỡn hoài, giỡn ngay hoài mà. Giỡn ngay tiền đâu lấy cái chuyện đó đi anh. Trời ơi, lúc này khổ còn chết luôn. Tại bữa nhậu nó sẵn nó tiều chứ. Thì khổ lắm. Hồi nãy giờ là giỡn nè. Hồi đó giờ là giỡn nè. Bây giờ là thật nè. Nói thật nha. Anh tính sang chiếc xe ba bánh để trái cây đi bán. Mà không có vốn cho anh mượn đỡ 10 triệu anh bán thời gian anh trả. Là cho mượn 4,5 tỷ là giỡn. Giỡn. Còn mượn 10 triệu là thiệt. Đó. Cái đó là anh em mình giúp nhau á. Ừ. Giúp cho anh 10 triệu hả? À. Giờ anh chịu khó xíu được không? Làm gì? Anh ra trước anh đợi em đi. À. Để em gọi y tế xuống bắt anh. Dịch giả anh đi đâu vậy? Hả? Dịch giả ở đâu vậy? Xuống vô nhà tôi. Sao ra em dồn giả quá bây giờ? Anh nghèo á, anh có nhiễm bệnh anh chết không sao nha, tôi giàu. Tôi nhiễm bệnh có chuyện gì ai chịu hả? Hả? Ê, thôi, ơi, gì vậy? Sao chi vậy? Khẩu trang đâu? Anh tiêm 2 mũi rồi nè. 2 mũi cũng bị nữa. Cái gì vậy? Tôi 5 mũi rồi nè. Ai chích cho 5 mũi ghê đó. Ai chích kệ tôi. Trời ơi. Coi thường anh quá vậy. Có gì đâu coi thường, tôi không thích giỡn. Giúp anh muốn có vốn anh trả lại thôi chứ làm gì dữ vậy. Bây giờ có giúp anh được á thì anh cứ bán trái cây đi. Tôi đi dọc đường, tôi thèm trái cây, tôi ghé tôi ủng hộ mấy ký. Ai không không cho mượn 10 triệu. Bà con, bà cô bác gì đâu. Ừ. Như vậy rồi hôm đó là hỏi đừng có xịt nữa, tôi không có bị gì đâu. Nói là cho mượn 4,5 tỷ rồi mấy bà con cô bác, còn bây giờ nó không có 4,5 tỷ là mượn lại 10 triệu là không có bà con gì hết. Không bà con. Chừng nào anh cho tôi mượn 4,5 tỷ thì có bà con. Tiền đâu mà mượn 4,5 tỷ. Không có mà nổ. Bớt giỡn đi. 2 mũi vậy. 2 mũi cũng bị à. Lát đi ra đường bị giờ nè. Đi ra thôi đi. Đi về đi, về tôi cá đi. Thôi đi về đi. Ở đời ngộ ha. Bởi vì người ta nói không có sai. Quả hổ quả bì. Năng quả cốt. Năng quả cốt. Tri nhân tri diện bất tri tâm. Nó nho được nữa. Tri mùng tri chiếu bất tri nằm. Nho mà nho như nho thúi mà. Dạ, anh chó dạ, chó cắn anh đó. Thả chó cắn anh đó. Ghê quá ha. Chứ sao? Bởi vậy người ta nói không có sai. Đường thương đâu đầy ai chân gian. Ai chưa qua chưa phải là người trong thôi. Trời ơi. Ở đây ngồi là có chết rồi, có chết trong nhà tôi là có chuyện nữa. Mang quả nữa. Nãy đi giùm tôi cái đi. Hồi nãy giờ là thiệt. Bây giờ là vẫn chơi nữa nè. Bắt đầu vẫn chơi nè. Tôi không có giỡn nha anh. Đi khỏi nhà tôi đi. Đi chứ. Chứ ở đây sách là cái đống vàng này một hồi đó là mỏi lắm luôn á. Thì anh sách về anh xài đi. Ừ đó. Đây nè, nói giỡn tôi. 100 cây vàng. 4 số 9. Đó, ở trong này còn 60-70 cây nữa chưa lấy ra thôi. Đây nè, đó, vàng 4 số 9 nha.
nhỏ nhỏ. Giỡn anh thôi. Tin thôi đi đi đi. Anh em mà đâu có sợ dịch đâu, em ôm anh nè. Em hung anh luôn nè. Khỏi khỏi khỏi. Không có gì, không có gì đó. Khỏi hung gì, hung thôi thôi được rồi. Hiểu dạ lòng dạ của người rồi. Em xịt em nè, em xịt em nè, tại em sợ ảnh hưởng tới anh nè. Xịt đi. Thôi nha. Dạ. Đời bao nhiêu đó đủ hiểu rồi, thử lòng dạ nhau đủ hiểu rồi. Vĩnh biệt. Anh Trung. Gì? Anh đừng đi. Tôi phải đi. Em chờ anh. Thôi khỏi chờ. Nhớ hồi đó tao quen với má mày. Xách cây bè rượt tao. Tao về nhà tao, tao mét má tao. Tao nói má mày về tao. Uống uống đi, uống nữa đi. 50% cái coi. Vô. Bạn ơi, nếu mai thất nghiệp tôi về quê cấm mà thua, mới cấm mà chưa có câu là thua. Tôi nước cục là tôi thua, tôi biết thua. Đi về bạn ơi, đi về. Khoan, tiệc rượu đêm nay chưa tàn cuộc. Sơn ca đành dối bỏ về sao? Phải về thôi huynh ơi. Thua, thua. Phải về, phải về. Chưa không có về chơi nữa. Chủ quán đâu? Dạ. Cho hai chai nữa thôi. Hai. Về bữa khác nhậu tiếp khuya. Giờ chơi mấy chai nữa rồi về đi. Làm gì dọn dẹp sớm với trời. Sớm gì nữa trai nội. Nửa đêm rồi đó. Nửa đêm là mấy giờ? Giờ này chắc cũng hơn 12 giờ rồi. Sớm chán à. Mấy quán khác ta bán suốt đêm luôn. Quán này mới giờ này đóng cửa rồi. Đúng là không biết kiếm tiền mà. Thôi về về ha. Yeah. Quán này. Dạ. Nên tiền đi cưng. Dạ tất cả là 99.500 đồng. Dạ ha. Đây 100.000 mà khỏi thấu bom luôn á. Dạ dạ cảm ơn hai anh nhiều. Dạ không giấu gì hai anh, em rất vui khi được phục vụ hai anh. Yeah. Mong hai anh thường xuyên ghé quán em ủng hộ. Muốn ủng hộ thì phải bán suốt đêm chứ. Dạ dạ không được, bán suốt đêm và em bị rầy. Nhát quá không biết kiếm tiền rồi. Vợ quá trời ở luôn không biết kiếm tiền. Thôi mình đi ông bạn ơi. Đi. Cái tiệc rượu hôm nay chưa tàn cuộc mà sao đành dấu giả bỏ chi xe. Anh ơi. Gì, trả tiền rồi mà. Ý, lộn. Lộn gì? Dạ, anh lấy lộn xe rồi. Xe này của em. Xe của ông. Dạ. Ủa còn xe của bạn mình đâu? Xe này nè. Trời ơi, đi xe ba bánh chứ không phải là hai bánh hả? Ủa thì lúc nãy tôi nói với bạn rồi, tôi làm nghề đạp xích lô. Vậy cũng tốt, đi ba bánh này chắc cứu hơn hai bánh nó khỏi ngã. Xin lỗi nghe ông Cao. dạ không có chi, chỉ nhầm lẫn thôi mà. Không biết vô tình hay cố ý. Nha. Bây giờ như vậy cứ leo lên xe tôi trở về rồi. Mà trở về có lấy tiền không? Tôi không còn đồng nào á. Bạn nói về tôi không thích đâu.
đã chơi với nhau với thật tình. Chỗ bạn bè bạn nhậu với nhau, tôi nỡ nào lấy tiền bạn. Vừa rồi bạn bao tôi nhậu tôi, bạn có tính tiền tôi đâu. Tôi cứ chở về nhà đi, bạn cho nhiêu cho. Không có tiền cho gì. Bữa khác tính cũng được. Nói vậy mới là người biết điều phải không? Biết chơi. Leo lên. Xe này cao quá. Ê, lên đường đi, lên đường. Bạn ở nhà ở đâu ạ? Nãy giờ tôi chưa cho anh biết lắm. Chưa. Ở đâu gần hay sao? Cũng gần thôi. Cái việc chạy đi, tới đâu tôi chỉ đó. Lên đường. Ê. Tiếng gì à? Trời ơi trời, đang chạy xe mà ngủ. Ê, dừng lại, dừng lại. Gì vậy? Ủa, tới nhà hả? Chưa tới nhà. Xuống xe đi ông nội. Chi vậy? Ra trước ngồi đi. Trời ơi, chưa thấy ai lái xe mà ngủ. Tôi tưởng tôi sai, gặp ông nội còn sai hơn nữa. Không có, tôi ngái chơi, chưa đâu có ngủ. Thôi, chạy lâu quá. Đi biết chừng nào tới, lên trước rồi. Ông chạy được không? Thì nó ngồi đi bình tĩnh. Trời ơi, 8 bánh tôi chạy còn được mà ủng hộ chứ 3 bánh. Lên đây, mình đánh rồi tôi chạy nha. Bắt đầu xe bon bon trên đường, xe bon bon chuyển bánh. Chạy kỳ gì cha. Em ơi, anh về rồi nè. Mở cửa cho anh đi em ơi. Mở cửa cho anh vào. Điệp về nè Lan ơi. Ủa, bộ chết hết trong nhà sao không ai mở cửa tôi hết trơn à? Bây giờ mở cửa không? Không ai tôi đốt nhà bây giờ. Ôi, cái gì? Cái gì vậy? Khủng bố à? Mở cửa! Trời ơi! Ai giờ này mà đập cửa rầm rầm vậy? Giờ sao? Để tôi yên hay là muốn quậy phải không? Thằng kia, mày nói gì? Mày nói ai quậy? Nhà tao đập cửa được không mày? Dân mặt kìa. Hả? Thằng mới nói chuyện với mình là ai vậy ta? Thằng nào trong nhà bên nữa? Ê, đằng kia, ra đây mày. Đây. Giờ sao, giờ sao? Đây nè, mở cửa nè. Đây. Muốn quậy không? Quậy phải không? Đây. Giờ sao? Mày, tại sao mày ở trong nhà tao? Hả? Mày, tao vô nhà mày. Ê. Tao vô. Đứng đó. Bây giờ đứng đó. Tôi hỏi muốn cái gì nha. Một cái gì? Tao vô. Bằng đen không có vô nhà tôi. Vô. Cái gì đây? Trời ơi. Về sao? Ông nói nhà này của ai? Nói lại đi, để tôi lôi vô hộ khẩu tôi coi cho coi nè. Tao muốn hỏi mày là thằng nào? Tại sao ở trong cái nhà của tôi? Cái gì? Ông nói gì? Nhà này nhà ông hả? Chứ của ai? Không lẽ nhà mày? Sao ở lâu rồi tôi không biết trời. Trời. Sao vậy này sao? Cũng tôi cũng không biết là sao. Hả? Tại sao là sao trộn đồ đạc ở trong nhà tao hết là sao? Là sao? Ông nói tại sao? Ai biết? Cái tủ này. Đây là cái tủ đúng không? Dạ, đúng rồi cái tủ. Cái tủ tao đâu có sai. Tao biết cái tủ rồi. Cái tủ này tao đặt ở đằng kia. Tại sao mà ai lôi lại cái chỗ này? Ở nhà tôi muốn về đâu tôi về chứ trời. Con cái bạn này. Cái bạn này đúng rồi cái bạn nè. Ừ. Tao đâu có sai đâu. Tao phải đặt ở cái chỗ này. Ủa đặt ở đâu? Là sao? Trời ơi. Khóc tự nhiên vô nhà khóc. Không đêm khóc nghe. Cái tivi.
cái tivi này ở đâu ra? Bậy nghe của có tôi phải nha. Mấy người bán cái tivi nội địa của ông cố nội tôi để lại à, lấy cái tivi thì chạm vô phải không? Ông nói bậy quá ông ơi. Ông nội ơi, ông cô nội ơi, ông cô nội ông đông để đồ kỷ niệm lại cho con mà con không biết giữ, rồi để người khác đem bán nó rồi. Bậy rồi. Ai cho phép mà mày? Ai cho phép? Cho phép mày bán? Ê, còn nữa. Gì nữa đây? Còn gì nữa đây? Còn chó. Tích tao. Bảy tên kia kia không ơi? Tích tao. Bảy. Mày đâu rồi? Tích tao ơi. Không kêu trật tên sao nó ra? Mày ra đây tao biểu chút kia tao về rồi tích tao. Rồi. Chó tao. Tụi bay làm thịt con chó tao rồi phải không? Thôi. Tao hỏi mày không trả lời mày. Thôi mày không trả lời nói. Tại sao mày chú mắt mà nhìn tao vậy á? Bố mày muốn ăn tươi nước sống tao hả? Đừng có nhát tao nghe. Tao có võ, tao không có sợ ma đâu nghe. Nín. Nãy giờ quậy đủ chưa? Quậy đủ chưa? Chưa đủ. Đất ơi, còn một chuyện quan trọng tao cần giải quyết nè. Bây giờ tôi nói ê, đứng lại. Đi đâu vậy hả? Đi đâu? Xách đầu con tao thị ra. Tao thị nào? Vợ tao. Bậy nè, nói đăng lựa lời nói nghe. Vợ ông ở đâu? Trong nhà tôi. Nhà tao ở đây thì vợ tao ở đây chứ đâu. Đừng nói bừa bãi. Tao biết có trốn ở trong buồng này. Không được. Trời ơi, tự nhiên nhà tôi mà tôi phải nhịn ông. Nãy giờ nhiều nghe. Tôi ngủ nhiều nha. Giờ nóng nè. Đừng để tôi nóng là. Nè. Nhìn kỹ nha. Tôi nóng làm quải liền đó nghe. Chơi không à? Mày nóng tao quải hả? Tôi quýnh giấc khuya nè. Còn khuya con ơi. Mày tưởng là mày to con là tao ngán mày hả? Không có chuyện đó đâu. Muốn chơi thì chơi à. Mày to con nhưng mà mày lùn không tao. Thằng này chưa từng biết sợ ai à. Trời. Con nhào vô đi con. Nhào vô. Trời ơi. Nè đó. Túy quyền. Trời ơi. Đây nè. Coi nè. Coi đây nè. Karate nè. Nè. Giờ không ra phải không? Không ra tôi chọt nghe nè. Nè đỡ nè. Chọt chết vậy. Mày giết rồi. Nó giết tôi. Nó giết tôi. Mày tao chết là mày ở tù. Trời đất ơi. Bữa nay gặp thằng điên rồi. Tự nhiên nửa đêm nhào vô nhà tôi quậy. Giờ nè không đánh nữa. Đứng đàng hoàng cho tôi lại. Về cha ơi. Cha đừng quậy con nữa được không cha? Nhà của con mà cha quậy hoài, để con ngủ sáng mai con còn đi làm việc nữa chứ. Cha, đi về ngủ giùm con đi cha. Không đi. Trời nè, nữa làm nữa phải không? Chiếm đoạt vợ tao rồi mày chiếm đoạt căn nhà của tao hả? Bậy hay nhiều nha. Mày buông tao ra chưa? Không buông tao cắn mày là cắn. Bậy. Trời ơi, bơ bà con. Điên, gặp thằng điên rồi. Tao không nhịn nổi nữa rồi. Tao giết mày. Mày. Trời ơi. Tao giết mày. Trời ơi. Nửa đêm ra đây rồi tao chịu ngủ đây. Mở phim gì tùm lum đi nè. Đi mày đánh đánh dữ vậy. Phim ảnh gì? Cái thằng điên này nửa đêm ở đâu nhào vô nhà mình quậy nè. Vậy thằng điên. Con tàu thị giờ mới chịu ra. Nè. Ông kia. Ông nói ai là Tàu Thị? Tôi nói em đó. Em là người phản bội. Là Võ Tắc Thiên. Trời ơi, thôi nghe cho nổi. Vô nhà ta, ai chọc ghẹo vào ông nội đâu. Tự nhiên chửi bậy bạ à. Cái gì vậy? Còn hỏi đó tôi đó hả? Câu này tôi phải hỏi em mới đúng chứ. Tại sao cả gam gan dẫn trai về nhà? Trời. Thằng mày là thằng nào? Trời ơi, thằng chồng tôi. Cái gì? Em nói gì? Thằng mày là chồng em. Còn tôi là cái giống gì đây? Cái giống gì tôi đâu có biết. Thôi đi làm ơn ra khỏi nhà giúp tôi đi cha. Nếu không á, tôi thưa công an bắt ông về cái tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp à.
anh lôi cổn ra giùm em đi anh, không có đứng không quậy sao ngủ được. Bạn giờ tôi nói nhỏ nhẹ nè, nghe tôi đi, đi giùm tôi đi, đừng để tôi dùng vũ lực. Không đi đâu mày, thấy không? Đây đây là nhà của tao à, tao không có đi đâu hết. Đố cha thằng nào dám đụng với tao. Còn nghe mẹ, nó đối xử với chồng em vậy hả? Được rồi, đối xử với em vậy được rồi, đối xử với chồng em vậy phải không Lan? Lan ơi. Cái gì Lan? Ông nhìn lầm người rồi, tôi là Huệ chứ không phải Lan. Huệ? Huệ không phải Lan hả? Trời ơi, nhìn gì dữ hả? Hôm nay gương mặt em sao lạ quá hả? Ai cho phép em đi thẩm mỹ viện á? Đấy, vô duyên. Tôi thẩm mỹ viện ngoài nào, thì kể tía tôi mắc mớ tao, ông có quyền gì? Quyền làm chồng. Có là đàn bà hư đốc. Cái gì vậy? Đàn bà lắng lo lửng. Đó có chồng mà còn dẫn trai về nhà làm cái... Tôi giết chết thôi. Giết chết hai đứa này. Tôi giết chết. Sao đứng giúp chân vậy? Lôi cổ nó ra được cho tôi. Chịu hết nổi rồi. Thằng em bị thần kinh rồi. Bây giờ chịu hết nổi rồi. Mày ra khỏi nhà tao không? Không ra hả? Đi ra nói vậy hả? Mày trời ơi, bỏ người ta cũng không. Móc ruột mày luôn. Móc ruột mày nè. Giết tao ra. Giết dẻ vô miệng ổng đi. Trời ơi, sao mày bị chọt ta? Kim anh sợi dây coi, phụ anh trói anh ra này lại để khi anh quăng ra đường mới được. Kim sợi dây đi. Ê, chuyện gì mà ồn ào vậy? Chuyện gì mà ồn ào quá vậy hả? Có trộm hay không? Bắt được nó chưa? Nó đâu? Ha, thằng này đây phải không? Có đồ trộm đạo. Bộ hết chuyện hả mày? Hết chuyện rồi nào hay sao mà đi ăn trộm mày? Chú Tam, đừng có đánh nó nữa. Nãy giờ tôi đánh nó nhiều rồi, nó không phải ăn trộm. Trời đất ơi, không phải ăn trộm sao anh bắt trói người ta? Tại ổng quậy quá chứ sao? Nửa đêm đập cửa nhà tôi nè, quậy phá tá lả, còn chửi tôi là đồ tàu thì võ tắc thiên, coi chịu nổi không? Ông nói vậy nè coi giận không? Ông nói tôi á, với vợ tôi là đồ gian phu dâm phụ, nghe coi chịu nổi không? Cái thằng này nó ở đâu mà nó quậy dữ vậy ta? Để tôi coi coi, tôi lại tôi nhìn nó coi nó ở đâu mà nó dám tới đây vậy. Ôi trời ơi, thằng Tư, chồng của Lan đây mà. Ôi trời đất ơi, chồng của... Dạ đúng rồi, chồng tôi. Nó xỉn rồi. Anh Tư, trời ơi, đó, xỉn sai, ăn nhậu hoài. Nhậu rồi thì đi về nhà, tự nhiên đi vô nhà, tao quậy chi, tao quánh nông nổi này nè. Ủa, vậy ra là chồng của chị hả? Chết rồi, em đâu có biết. Tụi em xin lỗi chị nha, em xin lỗi chị. Hai vợ chồng chú Thiếm mới về nhà về đây được mấy hôm, làm sao biết hết được cái hủ hèm này. Trời ơi, anh ơi, sao vậy nè, anh Tư. Chú Tám, sao ảnh nằm im ru không có nhúc nhích gì nè chú, con thọt lét mà cũng không nhúc nhích nữa. Nó xịn quá, nó ngủ luôn rồi chứ gì. Giờ thôi, cởi trói rồi đưa nó về nhà đi. Trời, mày chưa tỉnh nữa hả? Tại muốn nó tỉnh dễ thôi. Chú ơi, cho tôi xin ca nước thôi. Em, vô lấy cho chú Tám ca nước, chú Tám uống em. Bây giờ mày tỉnh chưa? Mày chưa tỉnh phải không? Nó cho mày tỉnh nè. Đứa nào mất dạy tạc nước vô mặt tao? Đứa nào? Tao thôi vô mặt mày chứ đứa nào hả? Tao tạc đó, mày dám đánh tao không? Hả? Tiếng con khứa nào nghe quen quen hả? Trời ơi. Con khỏe không? Trời ơi, mày còn nhìn ra tao hả? Tao là chú Tám nè chứ ai. Già rồi sao không có nên hết gì hết trơn vậy ông? Con đêm con hôm sao mà giỡn hoài tạt nước ướt mặt tôi hết trơn hả? Không quậy hả? Giờ ông quậy phải không? Ê cái đằng kia, mày nói ai mày? Dạ thôi để con. Trời ơi, ông nội chồng, ông quậy. Ông qua nhà tao ông quậy. Mà ông vừa đánh trống vừa la làng nữa. Ông quậy mà ông nói người ta quậy làm sao? Ê! Cái con mẹ nào tía lia cái miệng đây? Tôi nè, cái con mẹ vợ ông đây nè. Thế ớn hà tôi mà kêu mẹ nào? À... Vợ mình mà nhìn không ra nữa. Đúng. Dám nhìn vợ người ta mới ra. Ồ, đúng rồi. Đúng là khuôn mặt này, mái tóc này,
giọng nói này dở túi nè. À, mà sao lúc nãy bà lạ quá vậy? Bộ mới đi thẩm mỹ viện gì về phải không? Trời đất ơi, nhận ra rồi mà sao nó lạ quắc là sao? Thẩm mỹ viện hồi nào? Mặt tôi trước giờ sao tôi để vậy chứ sửa gì? Tôi biết tôi đẹp sẵn rồi tôi sửa chi? Thôi, không có chối nữa. Bà đừng có qua mắt thôi. Cái mặt bà lúc nãy kỳ lắm. Tôi nhận không có ra bà đâu. Giận à? Cái mặt người ta vậy mà là kỳ. Mặt người ta đẹp gì mà nói kỳ kỳ chính nào? Kỳ chính nào? Kỳ chính nào? Cái gương mặt này nè. Cái gương mặt này này. Ủa kỳ vậy ta? Sao có tới hai gương mặt à? Cái thằng này nhậu riết nó khùng nè. Hai người thì hai gương mặt chứ sao mày? Hai người? Đó. Không lẽ tôi tới hai vợ? Tôi hai vợ tôi không biết hết trơn hả? Trời đất ơi, ông biết hả? Ông làm sao biết được? Hai ba vợ làm sao biết được? Bây giờ ông còn biết ai nữa đâu hả? Nói chung là chỉ có một mình tôi là vợ của ông thôi. Vợ của ông thôi. Ai cái gì vậy? Ai cái gì vậy? Nhéo ông chứ làm gì? Bà là vợ tôi. Ha, vợ ai? Hả? Bà này vợ ai đây? Vô duyên không? Vợ ai? Của tôi. Vợ tôi đó. La lên cho chả hồn. Bây giờ tôi không nói hay làm tới hả? Ăn nhậu vô đã, vô nhà tôi quậy. Tôi chỉ vợ tôi là vợ ông là sao? Thì tôi hỏi anh về nhà chưa? Hả? À, nãy giờ là tôi vô lộn nhà. Thế là nhà này nhà của ai? Của tôi đó. Có gì đâu cười là nghĩa quyết. Tôi buồn nên giờ tôi khóc à. Ủa khóc chứ không phải cười hả? Ủa nhà tôi đâu ta? Ở ngoài. Sao nhà này giống nhà tôi quá hả? Chung cư mà, nhà nào cũng như nhà nấy có một kiểu à ông ơi. Trời ơi đi về. Nhưng mà đồ đạc trong nhà thì khác à. Đừng có lầm lẫn mà kẻo ăn đòn nghe con. Ăn rồi. Bây giờ hai con mắt tôi nó đau quá, thấy có cái gì trên mắt tôi không nè. Trời đất ơi, chết rồi trời ơi, ra nông nổi này rồi đây nè. Nè gì tại chồng chị quậy quá nè. Đã mấy lần tôi khuyên ổng rồi, mà ổng không chịu nghe, cứ la hét chửi tôi hoài làm sao tôi chịu nổi. Tôi mới giọng cho vài cú, nhưng mà tôi thấy không sao đâu chị. Nè, lấy mớ hột gà lăn vào ổng là xong hả? Vậy là còn nhẹ đó. Gặp tao chẳng những bầm con mắt mà đánh cho nó thục cái mỏ nó vô luôn á. Cái đồ ham ăn ham nhậu, nhìn thấy cái mặt là tao ưa không có nổi rồi. Anh mặt dày quá mà còn biết mắc cỡ nó sao che hả? Đã nói biết bao lần là đừng có nhậu anh ơi. Nói như năn nỉ, vừa nói vừa hát mà cũng không chịu nghe nữa. Nhậu hoài, có nhậu thì cũng nhậu vừa thôi. Ở đâu mà ngày nào cũng nhậu tới lết bánh đó nè. Vừa phải thôi. Mình là chồng mà. Là chồng mà có trách nhiệm chứ. Thôi nến đi, nến đi Lan. Anh lấy đâu? Thôi mày nến đi. Nói dầu nhậu vậy nó mới đã. Rồi nó mới dễ quậy người ta. Mà tôi nói cho ông biết, bắt đầu kể từ bình minh ngày mai, nếu mà ông còn nhậu nữa đó, tôi sẽ viết đơn. Tôi viết một cái đơn ly dị, nghe chưa? Anh muốn làm gì thì mặc xác. Trời ơi, nhậu xỉn thì vô nhà người ta quậy. Đừng có bị đập chết, tôi nói thiệt à. Ông có bị đập chết thì tôi thề, tôi lơ luôn á. Lần này là tôi nói thiệt á. Suy nghĩ cho kỹ đi. Bây giờ tôi không thèm nói nữa. Tôi đi về. Lan, anh biết lỗi rồi. Anh thề anh bỏ rượu mà. Đừng ly dị với tội nghiệp. Tôi Tám ơi, tha lỗi cho tôi. Anh ơi, anh tha lỗi. Thưa Tám con về. Thưa anh em về. Thưa chị em về. Trời, nó làm như nó lịch sự dữ lắm á. Cái thứ mà nhậu về quánh á, quánh một trận cho nó vừa. Quánh như vậy nó mới sợ. Thôi vô Tám, bỏ đi. Hơi sức đâu mà chấp mấy người sai. Cũng may là cho vợ chồng mày á. Cái thằng này nó quậy mà nó quậy hiền. Chứ nó mà độc phá thì mày lỗ vốn rồi. Đó, anh thấy chưa, nhậu nhẹt chi. Giờ thì anh hiểu rồi. Bởi vậy anh thấy anh không, đâu có nhậu. Rượu lễ, rượu nghĩa, uống ít thì không sao. Dân cố, ăn cố, nhậu thì không có tốt. Ma men mà nó nhập vào á, thì người hiền cũng trở thành ác quỷ nữa. Dạ, con thấy nhiều người ăn nhậu mất lý trí nhiều lắm rồi. Chửi cha mà mắng mẹ nữa đó nghe chú Tám. Biết sợ vậy thì tốt. Thôi khuya rồi nghe. Hai vợ chồng mày có vui gì thì vui đi. Chú về. Chú. Cái gì vậy? Chú Tám ơi, chú Tám. Cái gì?
Trời ơi, sao không nhà ngủ qua đây mày quậy nữa hả? Không có. Không có cái gì? Chứ mày quay lại đây mày làm cái gì? Vợ con nó làm rẹt đi lẹ quá, con chạy tới không kịp. Không kịp thì mày cũng tự mày đi về đi, mày đâu phải con nít đâu. Dạ con biết, con lớn rồi. Con không phải con nít đâu. Nhưng giờ này mắt mũi con nó tèm lem, con không biết nhà nào của con nữa. Thì nhà nào cũng giống nhà nấy, con sợ vô lộn nhà tôi bị khổ. Chú Tám nhận đường về giùm con đi chú Tám. Trời ơi trời, không có đứa con rơi nữa nè.